Giờ này là 7 giờ rồi. Đó em coi thứ mấy giờ ta? 6 giờ 16 phút. Em vẫn ở ngoài vườn dọn dẹp. Em trồng cây luôn. Đây là mấy cái cây này là em trồng nè cả nhà. Thành quả của em cây này là cây dừa sáp. Cây dừa sáp này em mua 100 ngàn một cây á cả nhà. Đó, một cây đu đủ. Đây một cây dừa. Dừa này dừa xiêm. Em đốt ghét tại vì á nhà em á làm bến cua á. Ghét gớm nhiều lắm nên em đốt.